cái xong Hoàng Anh sẽ đóng bo vào trong cái đỉnh đầu theo cái phương pháp là hình chữ V. Một loại cây có giá trị dinh dưỡng rất là cao, nó thuộc dòng cây lâu năm và có cái giá bán lúc nào cũng rất là ổn định luôn quý bà con. Đó là chính là cây măng cụt Thái. Hiện tại bây giờ Hoàng Anh đang đứng ở tại cái lô măng cụt Thái ghép bo của nhà Willow Farm và con thấy là cây đang sinh trưởng phát triển rất là tốt. Nhưng dĩ nhiên là khi mà cái cây lâu năm mà nó ra ngoài môi trường quý bà con thì nó cần một cái thời gian bắt rễ lâu hơn chút xíu so với những cây nắng ngày. Chẳng hạn như là so với cái cây măng cụt và cái cây ổ ruby thì cây ổ ruby nó bắt rễ sẽ nhanh hơn khi ra ngoài môi trường. Còn cây măng cụt thì cái thời gian bắt rễ của nó sẽ lâu hơn xíu, tại vì nó là cây lâu năm, cái tốc độ ra rễ của nó sẽ chậm hơn chút nha. Giờ chúng ta chia sẻ chút xíu về giá trị kinh tế của cây măng cụt Thái nha quý bà con nhé. Cây măng cụt Thái ghép bo thì thời gian cho trái của nó sẽ sớm hơn so với cây măng cụt trồng từ hạt. Cây măng cụt trồng từ hạt mà bình thường mà con thấy Hoàng Anh hay quay mà cái cây nó cao tầm khoảng nửa mét thì cây đó ít nhất Hoàng Anh đã gieo hạt và trồng trong chậu ít nhất cũng là một năm rồi quý bà con. Nó rất là lâu rồi. Còn cây măng cụt Thái ghép á thì bà con chúng ta sẽ thấy á, cái gốc của nó Hoàng Anh cũng trồng tầm khoảng 7-8 tháng. Cái xong Hoàng Anh sẽ đóng bo vào trong cái đỉnh đầu theo cái phương pháp là hình chữ V. Phần anh đóng bo vào và khi cây nó bắt đầu nó sinh trưởng lên, nó ra lá, ra tược đồ này kia ok rồi á, bắt đầu mới đem tới ta gọi là trồng xuống cho quý bà con của chúng ta. Thì khi mà chúng ta trồng cây măng cụt Thái ghép bo thì thời gian cho trái của nó sẽ nhanh hơn so với việc bà con chúng ta trồng từ hạt. Nhưng song song sau đó thì cái giá của cây giống măng cụt Thái ghép bo nó sẽ cao hơn so với cây măng cụt bình thường. Nhớ bà con nhé. Thì khi bà con chúng ta trồng cây măng cụt Thái ghép bo, bà con chúng ta chăm sóc tốt, vừa khi mà thả giống xuống rồi khi mà chúng ta trồng chăm sóc á, mà chúng ta làm tốt hết tất cả các khâu á, thì tầm khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm thì cây măng cụt Thái ghép bo sẽ bắt đầu cho trái. Còn cây trồng từ hạt, cây măng cụt trồng từ hạt thì nó sẽ tầm khoảng 5 năm tới 7 năm. Cái đường kính hoành thân của cây nó phát triển khá là chậm và cái tàn nó cũng khá là chậm. Tuy nhiên đối với măng cụt Thái ghép bo thì bà con chúng ta tầm khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm cho trái, nhưng mà những cái năm đầu cây giống, cái cây ăn trái nào cũng vậy, những cái cây năm đầu mà cho trái bối thì nó giống như là một cái hồi chuông đánh cái beng. Mình biết rồi, cái cây này là tầm khoảng 2 năm rưỡi bắt đầu cho trái và cây này cho trái nha mọi người. Có nhiều cây trồng riết cũng không có trái, nhưng mà cây măng cụt Thái ghép bo là 2 năm rưỡi là rõ cái beng là bắt đầu có trái nha mọi người. Và sau đó là nó sẽ tăng dần cái sản lượng hơn so với những cái năm tiếp theo nữa, chứ không phải là khi cây nó có trái là nó sẽ cho năng suất liền như quý bà con nha. Nó cần có thời gian để nó thuần thục hơn về cái bộ mái của nó, về chi cành, về lá lú rồi của nó nha quý bà con nhé. Nên bà con lưu ý giúp giùm Hoàng Anh là măng cụt Thái ghép bo là khoảng 2 năm rưỡi bắt đầu cho những cái lứa trái bối đầu tiên và nó sẽ gia tăng sản lượng cho từ từ những năm tiếp theo. Và nó là một loại cây lâu năm nên nó cần một cái thời gian bắt rễ từ tốn hơn những cái loại cây ngắn ngày như quý bà con nha. Nên quý bà con thấy ở trong cái vườn ươm của Willow Farm mà cây măng cụt Thái ghép bo nó còn đang tua tủa những cái chòi, những cái tược như thế này thì bà con cũng thấy được cái sức sống của nó là như thế nào. Và cái măng cụt á, thì đã có những vườn măng cụt ở tại Chợ Lách Bến Tre là lên tới khoảng 30 mấy năm tuổi rồi con. Và bà con biết sao không? Nó đang cho trái được rất ok. Còn cây măng cụt Thái ghép bo thì nó mới xuất hiện vào gần đây thôi, năng suất cao hơn. Năng suất thì cao hơn rồi cho trái sớm hơn, và đó là những cái lợi ích khi chúng ta trồng cây măng cụt Thái ghép bo. Tuy nhiên chúng ta sẽ có gặp một cái là gì? Là giá cây giống nó sẽ cao hơn so với việc chúng ta trồng từ hạt, nên bà con chúng ta có thể cân nhắc cái việc này. Trồng măng cụt thì nó khá là dễ chỗ là chỉ cần là nó bắt rễ rồi sau đó nó sẽ sinh trưởng phát triển rất là tốt nha quý bà con nhé. Và nó cũng rất ít sâu bệnh hại. Hồi xưa thì nó hay bị con sâu đục thân á, còn bây giờ thì nó ít bị bà con, tại vì thuốc thang bây giờ nó cũng đầy đủ hơn so với hồi xưa rất là nhiều. Kết hợp với là giờ chúng ta cũng chăm sóc nó, xem nó là một cây kinh tế cao nên là chúng ta chăm sóc nó tỉ mỉ hơn. Nên nếu quý bà con chúng ta cần một cái loại cây có giá trị kinh tế bền vững và ít bị rớt giá thì bà con chúng ta có thể là trồng cái cây măng cụt này, và có thể trồng măng cụt từ hạt hoặc đơn giản là chúng ta trồng cây măng cụt Thái ghép bo để chúng ta giúp cho vườn măng cụt của mình sớm ngày đơm hoa kết quả là tầm khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm nhé bà con nhé.